vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Cháu à, phải công nhận từ ngày bổ sung cái bộ ba dưỡng chất này vào ấy, ôi xương khớp của chú đỡ hẳn nhá. Thế ạ? Cơn đau giờ cũng giảm dần đấy. Ôi thế thì tốt quá chú ạ. Ôi, ở đâu ra đấy? Mà ông chạy cứ như là cháy nhà đấy. Xin lỗi bà, xin lỗi chú. Cái gì đấy? À quên, xin lỗi chú, xin lỗi bà. Này bà, cho tôi hỏi tí. Ba cái chất mà bà bảo tôi về bổ sung ấy, ôi dồi, tôi không biết là bổ sung kiểu gì cho nó chuẩn nữa. Bà có thể tiện bà bổ túc cho tôi một cái được không? Thôi được rồi, thế bây giờ ông muốn hỏi gì, ông hỏi đi. Tôi muốn hỏi là ba cái chất đấy là mình dùng cái liều lượng thế nào thì nó đủ. Đấy, với cả là có phải là mình dùng càng nhiều thì nó càng bổ béo không? Tôi vẫn không hiểu được cái đấy. Sao lại càng nhiều càng bổ béo? Hả? Tôi hỏi thật ông nhá, ông uống rượu có cần phải liều lượng không? Đúng rồi. Uống thuốc mà không có liều lượng thì chết à? Này này, đừng có mà xiển so xỏ xiên nhau kiểu đấy nhá. Rượu là rượu của ngày hôm qua nhá, còn tôi hôm nay là tôi chỉ uống cái của bà thôi, là canxi này, vitamin D3 này. Được rồi, thế tỉnh táo thì chú sẽ tư vấn cho cháu. Hôm nay như thế là mặt trời mọc đằng Tây, chú sẽ truyền cho cháu cái ít kinh nghiệm. Đây, đây, cháu phải bổ sung ngay và liên tục từ bây giờ cho thằng cu nhà cháu ở nhà ấy. Đây, có cả này, canxi, vitamin D3, MK7 cho thằng cu nhà cháu ở nhà ấy. Đúng thế. Tất cả có trong ở hết cái hộp này hả chú? Có hết. Ôi dồi, vâng, thế thôi, cháu cảm ơn chú nhá. Cháu phải về cháu mua thuốc ngay cho thằng cu nhà cháu dùng. Chú ạ. Đúng rồi, thế là đúng rồi.